vào năm học mới, một trong những mối quan tâm hàng đầu của các bậc cha mẹ có con học bán trú chính là chất lượng bữa ăn tại trường. Đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn trường học vì thế cũng là vấn đề được ban giám hiệu nhà trường cùng các đơn vị chức năng quan tâm, chú trọng nhằm đảm bảo bữa ăn đủ dinh dưỡng và an toàn, giúp các em có một sức khỏe tốt, phát triển đầy đủ cả về trí lực và thể lực. Tuân thủ các quy định về điều kiện an toàn thực phẩm, khu vực bếp ăn tại trường mầm non này được xây dựng theo quy trình vận hành một chiều, chia thành các khu riêng biệt, gồm khu đựng nguyên liệu, khu chế biến thực phẩm tươi sống, khu nấu ăn và khu để thức ăn đã nấu chín. Đồ dùng trong nhà bếp được trang bị đầy đủ như nồi cơm đa năng, máy lọc nước, tủ đựng thức ăn chín, tủ lưu mẫu thực phẩm. Nhà trường cũng lắp đặt máy sấy chén bát, hệ thống cửa chắn ruồi, muỗi, hạn chế bụi và người ra vào khu chế biến thực phẩm. Đảm bảo chế biến theo quy trình bếp một chiều, từ khâu nhập thực phẩm đến khâu đầu ra đưa xuống bữa ăn cho trẻ, và các bước như là sơ chế, chế biến và lưu mẫu, tất cả những ấy là chúng tôi đều làm nghiêm túc. Tôi thì có một cái trang trại ở trên Hòa Ninh, trang trại đó chúng tôi trồng rau củ quả, bí đao, bí đỏ, các loại rau thì cung cấp về cho trẻ ở trường. Để đảm bảo an toàn thực phẩm, vấn đề nguyên liệu được xác định là khâu quan trọng hàng đầu. Các trường tiểu học có học sinh ăn bán trú đặt tiêu chí lựa chọn những cơ sở cung cấp thực phẩm uy tín, có địa chỉ rõ ràng, được các cấp có thẩm quyền công nhận về chất lượng, tổ chức đấu thầu và ký hợp đồng cam kết trách nhiệm. Hàng ngày, thực phẩm được tiếp nhận dưới sự giám sát chặt chẽ của đại diện nhà trường. Buổi sáng họ đem tới kiểm là thịt có tươi hay không, trứng, nói chung kiểm các loại đồ phải là tươi. Tươi, ngon, với nhận tới là từ sơ chế luôn. Đội ngũ nhân viên cấp dưỡng tại các trường mầm non, tiểu học đều được tập huấn về an toàn thực phẩm, đảm bảo có trình độ nhất định về sơ chế, nấu ăn cho trẻ em, được khám sức khỏe định kỳ để đảm bảo không mắc bệnh truyền nhiễm. Đội ngũ cấp dưỡng mỗi năm được đi tập huấn về lớp vệ sinh an toàn phẩm, và tôi là bếp trưởng thì luôn luôn huấn luyện và rèn luyện các cô về vấn đề quan trọng về vệ sinh an toàn thực phẩm. Và những dụng cụ sống chiến là luôn luôn riêng biệt. Vào đầu mỗi năm học, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đều có công văn chỉ đạo các nhà trường có học sinh ăn bán trú cần thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Y tế về đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học. Rất là sớm, cách đây khoảng 3 tháng thì Ban cũng đã làm việc và có văn bản gửi Sở Giáo dục và cũng như là Phòng Y tế, Phòng Giáo dục quận huyện. Thì sau đó thì các đơn vị đó lưu ý rất là quan tâm và chỉ đạo là các cái sản phẩm mà đưa vào để mà cung cấp cho các cháu thì phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, và đặc biệt là trong đó là các cái cơ sở mà hiện tại giờ đã tham gia vào cái chuỗi cung ứng mà truy xuất thực phẩm nguồn gốc của Ủy ban thành phố mà do Ban chủ trì vận hành, thì phải nói là trong thời gian tới thì Ban cũng sẽ làm rất là mạnh vấn đề này để làm sao đó cho các cháu có cái suất ăn được an toàn nhất. Sau 2 năm chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, năm học 2022-2023, thành phố Đà Nẵng đã khởi động lại mô hình bán trú cho học sinh mầm non và học sinh tiểu học để đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt cả ngày của trẻ. Chính vì vậy, việc đảm bảo chất lượng bữa ăn cho các em học sinh tại trường là một trong những nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi nhà trường và các đơn vị chức năng luôn cần phải có kế hoạch kiểm tra, giám sát chặt chẽ để đảm bảo sức khỏe cho học sinh.